hôm nay mình sẽ quay tổng quát cái hầm rượu của nhà mình cho cả nhà xem nhé. Thì đây là cái sân của mình, nhà mình đấy, chứ là sân này đấy. Xong cái phân là sân là đến cái vườn cây cả nhà nhé. Đây. Đây là cái vườn cây nhà mình này. Thì đây là cái tổng quan của nhà mình nha. Đó. Tổng diện tích của nhà mình khoảng 530m² nha cả nhà nha. Đấy. Thì riêng thì mình để gần 200m² đất trồng vừa trồng rau này, nhưng mà ở dưới cái rau này này là mình chôn rượu hết cái này cả nhà nhé. Mỗi một nu tầm 200 lít rượu này cả nhà này. Đấy, là toàn bộ nằm ở dưới đất hết này. Mình ngâm này cũng được hơn 1 năm này rồi, chôn này hơn 1 năm này rồi. Đấy. Đấy, hơn 1 năm rồi mình sẽ bắt đầu mình mở lên. Mình uống rượu rất là thơm nha cả nhà nhé. Thơm mà ngon. Mình ngâm xong mình lại để ở nhà nữa 5 năm nữa. Đấy, thì mình mới uống. Thì bây giờ mình sẽ dẫn những cái lu là mình lấy lên rồi thì cho cả nhà xem nhé. Đây những cái lu rượu của mình này. Đấy, bạn thấy lu không? Đấy, lu nằm dưới này. Đấy. Những cái lu này thì nó chỉ có 7 thùng lít, 8 thùng lít thôi nhá. Còn cái lu này là 250 thùng lít này cả nhà này. Đấy. Đây, như rượu này là 4 năm rồi này cả nhà nhá, thấy không? Đấy. Cái lu 250 thùng lít là 4 năm rồi nhá cả nhà nhá. Đấy. Cái nào cũng đầy rượu hết cả nhà nha. Đấy, này rượu này. Đấy. Lu 4 năm mà rượu uống rất là ngọt. Nhưng mà các bạn thì uống có chỉ rưỡi là nó say rồi. Đấy. Đây toàn bộ những cái lu này thì mình sẽ ngâm rượu thuốc. Đấy. Rượu này thì toàn bộ những rượu này là toàn có ông uống bà khen thôi. Đấy, bạn thấy không? Rượu thuốc nha. Đấy như cái bình này thì nó khoảng có 50 lít thôi các bạn nhé. 50 lít đấy. Đấy rượu mình ngâm sẵn này. Đấy. Thì tổng nhà mình bên bây giờ hiện tại bây giờ rượu thì tính tổng tất cả các lu rượu thuốc với rượu rắn rượu đồ thì nó vào cái chừng khoảng cỡ trên 2000 lít nhé. Đấy. Đây rượu này cái bình nhỏ nhất là Cao Hổ này. Bình thứ hai là bình Nhung Yêu này. Đấy. Bình thứ ba là bình A Ma Công như cả nhà nhé. Như quay cận cận cái bình rượu rắn cho cả nhà xem này. Đấy. Bình rượu rắn này thì là 16 năm rồi cả nhà nhé. Đấy, thế có một cái ông bác á, ông ở trên Buôn Ma Thuột á, ông ngâm ông không biết uống, ông ấy tặng này cho mình. Thì bình rượu rắn này là tất cả tổng là 8 con, à 9 con nhá. Hổ mang cặp nong đầy đủ hết, đặc biệt là có bìm bìm này. Đấy, các bạn nhìn kỹ không nào? Đó, bìm bìm này rồi thì cá ngựa nhá. Các bạn thấy nhìn thấy cá ngựa chưa? Đấy. Bìm bìm cá ngựa này, rồi sâm sâm này sâm Quảng Nam nhá, chứ không phải sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Có cá bổ cạp nữa này. Nhà nhìn thấy kỹ không? Đấy. Còn đây bình rượu chuối này, chuối hột này cũng lấy từ trên nắng nắc về này, mua thật về này. Đấy. Đấy, ngoài này còn 4 5 bình nữa này. Đấy không? Ở đây mình cũng để trên đầu nữa, trên đầu 6 bình nữa này. Đây trên các set này, 6 bình trên đầu này. Đấy. Đây thì có rượu này này đây. Đây có 4 bình này, rượu này thì toàn loại rượu thuốc thôi nha. Mình ngắm lấy ở chỗ Mường Tè Bà Lát về nha. Toàn những người thần ly lấy về không, không uống mặc ăn rồi. Đây bình này thì là bình rượu Tắc Kè này. Bình này 37 con nhé cả nhà nhé. Trông vậy thôi chứ bình này 20 lít đấy nha. Đấy còn bình to này là 60 lít này. Đấy các bạn thấy không? Như gió không đấy. Cả nhà mà cứ ví dụ như mà thích uống, mình sẽ tặng mỗi người một xị. Cứ để cho mình comment ở dưới đó, mình sẽ gửi tận nơi cho mình nha. Đấy.
Đây là rượu rượu này rượu nước ngoài nha cả nhà nha, rượu Tây đấy. Có XO này, rượu Chu Hàn Quốc này, nho này, XO này, đấy. Thấy không? Quốc ga này, mắc chắc ca là phải đủ các loại rồi đeo. Đây là bình rượu bên ngoài của mình nha, toàn bộ rượu bên ngoài hết nha. Đấy. Thế thì cả nhà muốn thử thì cứ comment cho mình nha, comment mình ở dưới đấy nha. Thích rượu trắng là có rượu trắng, rượu trắng là ngâm từ 4 năm trở lên mới uống chứ không bao giờ uống ngay nha. Rồi chào cả nhà nha.